chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 6 giờ của TV Tuần San, tvtsonline.com.au. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin chính đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thúc ép Việt Nam và Philippines giải quyết tranh chấp Biển Đông theo hướng song phương. Đối tượng tình nghi gây ra vụ cháy tại chi nhánh ngân hàng Commonwealth tại Springvale được xác nhận là một người tị nạn bằng thuyền vào Úc năm 2013. Một tai nạn lật tàu cao tốc tại miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 146 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Đầu tiên là một số tin tức tại Việt Nam. Theo nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tham dự tuần lễ cấp cao lần thứ 24 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Lima, Peru ngày 19 tháng 11 theo giờ địa phương. Tại đây, lãnh đạo Việt Nam đã có các cuộc gặp song phương với đại diện cấp cao các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Chile, Canada. Với hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên kết kinh tế rộng lớn với 59 đối tác, trong đó có 18 thành viên APEC. Đây là những nền tảng quan trọng để Việt Nam nâng tầm đóng góp, thúc đẩy hợp tác liên kết APEC và ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong những cuộc tiếp xúc riêng với các lãnh đạo Việt Nam và Philippines đã nói rằng tranh chấp Biển Đông cần được giải quyết song phương. Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Kinh phản đối sự can dự của các nước khác hay các tổ chức quốc tế vào tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Theo các chuyên gia, Trung Quốc muốn dùng chiến thuật chia để trị nhằm không để các đối thủ kết hợp lại với nhau. Tân Hoa Xã cũng cho biết, trong cuộc gặp tại Peru, Tập Cận Bình nói với Chủ tịch nước Trần Đại Quang rằng hai nước cần phải giải quyết tranh chấp thông qua tham vấn và đối thoại song phương. Tân Hoa Xã không cho biết ông Trần Đại Quang có đề cập đến Biển Đông hay không. Trước đó, hôm thứ Năm ngày 17 tháng 11, một cơ quan nghiên cứu ở Mỹ cho biết Việt Nam đã mở rộng đường băng trên đảo Trường Sa lớn mà nước này tuyên bố chủ quyền, rõ ràng nhằm đáp trả việc Trung Quốc xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo trong khu vực. Theo thống kê mới nhất vào sáng ngày 20 tháng 11, Việt Nam có 65 trường hợp nhiễm virus Zika. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có nhiều ca nhiễm bệnh nhất với 57 người. Các trường hợp nhiễm bệnh trải dài trên 15 trên 24 quận huyện trên địa bàn. Với nhiều ca bệnh được ghi nhận chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khẩn trương triển khai các phương án phòng chống dịch. Tuy vậy, hiệu quả thực tế mang lại chưa cao, nhiều nhà dân còn tồn tại vật dụng đọng nước chứa lăng quăng. Liên quan đến sự cố môi trường Formosa xảy ra tại 4 tỉnh ven biển miền Trung, tại cuộc họp ngày 17 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa nhận việc để xảy ra sự cố trên có phần trách nhiệm của bộ này. Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng khẳng định Bộ sẽ kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sự cố Formosa. Hiện, quá trình khắc phục của Formosa đặt dưới sự giám sát 24/24 giờ của Tổ công tác do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập. Tổ này giám sát tất cả các khâu xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại. Tiếp theo là một số tin tức từ Úc. Đối tượng tình nghi gây ra vụ cháy tại chi nhánh ngân hàng Commonwealth tại Springvale được xác nhận là một người Miến Điện tị nạn bằng thuyền vào Úc năm 2013 và hiện đang tìm kiếm thị thực bảo vệ tạm thời. 27 người, bao gồm trẻ em đã bị thương sau khi một thanh niên đi vào ngân hàng tại đường Springvale vào trưa ngày 18 tháng 11 và gây ra một vụ nổ lớn. Thanh niên 21 tuổi này hiện đang được giám sát bởi cảnh sát trong bệnh viện. Hiện các bệnh nhân đang được chăm sóc và dần hồi phục trong các bệnh viện Alfresh và Monash. Bộ trưởng Ngân khố Úc Scott Morrison vừa cho biết nước này đang đối mặt với sự thâm hụt ngân sách đáng kể, với dự báo sự thâm hụt này sẽ tiếp tục tăng trong vòng 4 năm tới. Dự báo thâm hụt ngân sách sẽ tiếp tục tăng thêm 24,3 tỷ đô la trong vòng 4 năm tới. Theo báo cáo của đối tác Deloitte công bố sáng ngày hôm nay, sự tăng giá quặng sắt, giá than và giá các mặt hàng tiêu dùng không đủ để xoay chuyển mức thâm hụt. Trong khi đó, việc mức lương tăng chậm do lạm phát thấp có thể khiến khoản thu từ thuế cũng bị ảnh hưởng. Ngày 19 tháng 11, một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết nước này và Úc sẽ tìm cách sửa đổi một thỏa thuận song phương nhằm thúc đẩy hợp tác hậu cần giữa các lực lượng của hai nước. Nguồn tin trên cho hay, Nhật Bản và Úc sẽ tiến hành hội đàm theo thể thức 2+2 giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai nước ở Tokyo trong tháng sau. Dự kiến sẽ diễn ra lễ ký kết nội dung sửa đổi thỏa thuận, tiếp nhận và dịch vụ tương hỗ trợ Nhật-Úc. Thỏa thuận này có hiệu lực từ tháng 1 năm 2013, cho phép các quân nhân của lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Úc chia sẻ lương thực, nhiên liệu cũng như các quân nhu khác trong các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, các hoạt động cứu trợ nhân đạo, tập trận chung và các sự vụ khác. Tuy nhiên, việc cung cấp đạn dược và vũ khí không nằm trong thỏa thuận này. Và cuối cùng là một số tin tức quốc tế nổi bật. Theo thông tin từ cảnh sát Ấn Độ, khoảng 3 giờ sáng ngày 20 tháng 11 theo giờ địa phương,
một đoàn tàu cao tốc gồm 14 toa đã trật đường ray và lật ở thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Hiện đã có ít nhất 146 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong vụ tai nạn này. Giới chức Ấn Độ lo ngại con số này có thể còn sẽ cao hơn nữa. Đây là một trong những thảm họa đường sắt tồi tệ nhất trong năm nay. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới các gia đình có người thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc này. Một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn cũng đang được gấp rút tiến hành. Hãng thông tấn Syria đưa tin, ít nhất 8 người, trong đó có 7 trẻ em, đã thiệt mạng và 32 người bị thương ngày 20 tháng 11, khi phiến quân Syria bắn tên lửa trúng vào một khu trường học tại khu vực hiện do chính phủ kiểm soát ở phía tây thành phố Aleppo. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết vụ tấn công trên đã nâng tổng số người thiệt mạng trong 2 ngày qua tại Aleppo lên tới 13 người, trong đó có 9 trẻ em. Sau khi nối lại chiến dịch giải phóng khu vực phía đông Aleppo ngày 15 tháng 11 vừa qua, lực lượng chính phủ mở nhiều đợt tấn công ác liệt bằng các cuộc không kích và bắn phá bằng bom đạn. Nhiều cuộc giao tranh đã nổ ra và làm ít nhất 103 dân thường thiệt mạng ở phía đông thành phố này. Theo người phát ngôn chính quyền tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan, hôm thứ Bảy vừa qua, 6 phiến quân và thủ lĩnh thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng Mullah Bazar đã bị tiêu diệt sau khi máy bay không người lái không kích vào nơi ẩn náu của chúng. Người phát ngôn tại đây cũng cho biết không có người dân thường nào bị thương vong trong vụ không kích trên. Tỉnh Nangarhar có thủ phủ là Jalalabad, cách thủ đô Kabul 120 km về phía đông, đã trở thành nơi IS hoạt động trong hơn 2 năm qua. Theo thông tin từ hãng thông tấn TPA của Đức ngày 20 tháng 11, Thủ tướng Angela Merkel đã thông báo chính thức rằng bà muốn ra tranh cử nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm tới. Tuyên bố trên của bà Merkel được đưa ra sau nhiều tháng xuất hiện những đồn đoán về khả năng bà sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư trong cuộc bầu cử tới. Bà Merkel, 62 tuổi, giữ chức thủ tướng Đức từ năm 2005. Nếu thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa, số năm giữ chức thủ tướng của bà sẽ đạt 16 năm, ngang bằng với kỷ lục được lập trước đó bởi cựu thủ tướng Helmut Kohl. Quyết định của bà Merkel có khả năng được hoan nghênh ở nhiều nước bởi đây được coi như một tín hiệu cho sự ổn định của châu Âu sau cú sốc Brexit hồi tháng 6 vừa qua và việc tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử mới diễn ra. Đây cũng là thông tin kết thúc bản tin 6 giờ của TV Tuần San ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.